Ok. Đây là cái đường vào bản cũ của em này. Xưa thì nói là của người Kinh lên thôi, nhưng mà bây giờ là chuyển thành họ Nguyễn người Tày hết rồi. Tôi phải đi Kinh đồng này thôi. Những người đầu tiên khai hoang cái bản này. Vâng, cái bản Én này này. Bản này là bản Én hả? Vâng, gọi là thôn Én. Có ba người vậy? Cái này là mộ tổ tiên đấy, em cũng rõ lắm của họ Nguyễn mà, em họ Dương không? Lấy cánh đồng mà em cũng rất là mê, làm em mê hồn đấy. Đấy, thường thường là vào những cái dịp mà sau sau Tết, còn em thường lễ hội xuống đồng là từ mùng 5 đến tầm khoảng 25 hàng năm, cái trong cái tháng Tết ấy, thì thôn Én thường hay xuống đồng cái chỗ này này. Ở phía bên trái là gần cái cổng này. Cái này xuống đồng là sao? Gọi là lễ hội lồng tồng đấy chị. Đó là lễ hội cầu mùa màng đấy, bà con thì mang cơm các thứ ra ông thầy cũng về cầu mùa màng cho bà con. Đó. Thì có những clip em cũng đã ghi như vậy rồi, có ghi lại đây, khu vực này rất là bằng phẳng đấy, thì có cả ném con này, có cả kéo co các thứ, có cái nhà sàn. Và không, vào trong này thì sẽ nhiều nhà sàn. Trong đây thì toàn là cái này và trong đây đấy. Còn một số nhà thì đó, do anh em bây giờ người trẻ người ta không lên núi lấy gỗ được nữa thì bắt đầu xây dần rồi. À, cái nhà này cũng xây rồi, sàn nhưng mà xây rồi. Không, mà thế thì quay dưới để ở. À, vậy hả? À. Xây thêm và cái... À, à. Cái đấy là vẫn là gỗ đấy. Vẫn là nhà sàn mà xây thêm cái bờ tường thôi. À. Còn nếu mà dùng tre bầu thì bây giờ là nó cũng không được cái an toàn đấy chị. Đấy, cái bản cũ của em thì giờ sẽ đi vào đường này. Đây là vào cái bản bản gọi là thôn Én 2. Đây là đường thôn Én 2 ha. Vâng. Ô cái vị trí. Ở đây là cái đặc trưng là ở trong này gọi là một cái cánh đồng ruộng mạ. Chỉ có làm ruộng mạ. Ồ vậy hả? Vâng. Thì sau ruộng mạ thì làm cái gì? Thì cấy này. Trước cái vụ đầu thì có nghĩa là cả làng tập trung làm cái ruộng mạ đấy hết. Sau đó là chở hoặc đánh ra các cánh đồng ở bên ngoài kia. Nhưng mà sau đó nữa thì làm gì? Thì có một năm trồng hai vụ thôi chị ở đây. Ừ. Và đấy có nhà xong rồi đất hoang à? Có nhà thì bỏ hoang để đấy. Trước đây thì thường là bỏ hoang. Đồi cỏ nè. Và đây đồi cỏ. Thì làm rẫy gì trên đó vậy? À, nước sắn. Ở trong này chỉ có trồng được sắn thôi chị ạ. Ít trồng ngô lắm. Ngô chỉ có ở màn ở ngoài nhà em ấy thì mới trồng được. Trồng ngô được. Ở đây chỉ có trồng sắn với trồng cây thôi, trồng cỏ thôi. Đây là cánh đồng ruộng mạ. Đấy cái bản em ngày trước ở bên kia, nhà em ở bên kia. À bên kia là thôn Én 1 là bên đó đó hả? Không, đấy là thôn Én 3. Én 3. À, thôn Én 3 đấy khoảng tầm 46 đến 50 hộ. Ở đây thì cũng vẫn là một nhánh của thôn Én 3. Còn cái bên phải kia đây ạ, đấy là cái thôn Én 3 đấy ạ. À. Nó chỉ ngang cách bởi cánh đồng mà ở giữa này, trước đây là có một cái con đường nhỏ lối mòn xuống đây này. Còn em là thường đi kéo gỗ xuống cái khe này này. Kéo gỗ làm nhà đó hả? Vâng. Đấy ở về đặc trưng nhà sàn này. Mái lá cọ bên này, cây cao này em thấy từ bé rồi, đó là cái cảnh đá. Cái nhà bên đây rõ hơn này. Thời bây giờ là ở khu em là hết gỗ rồi là có thể đổ cột như thế. Cái nhà sàn này đã đổ cột xi măng thay vì gỗ. Dạ. Nó rẻ hơn đúng không? Rẻ hơn mà mềm hơn. Với lại gỗ thì thực ra người ta vẫn cho lấy về nhưng mà đắt quá đúng không? Xa quá rồi chị ạ. Bởi vì ở đây nó khó lấy rồi. Kể cả mình mua cũng đắt.
phía đây là cái nhà, đây là nhà sàn của trung tâm á hả? Không ạ. Hay là của dân? Của dân thôi. Đây là nhà của dân đấy. Qua là cái khu vực ngã ba đấy. Thì bọn em thường thường gọi là trung tâm. Trung tâm là ngã ba. Đây là có nhà máy xây xác đó hả? Xây xác. Dưới này mình phải đi đâu, trái đi đâu? Đi lên này là lên thôn Én một, lọt lên huyện này. Còn bên này là sang Nậm Én. Vâng, đây là cũng là thôn Én hai sang bên này này. Nậm Én. Mình đi về phải phải không? Bây giờ mình đi có ấy công việc sang bên này. Nước nó gọi là thoải mái lắm nhỉ, bên trong này nó không giống nhà em, này nước có những con suối chảy xuống này, tha hồ nuôi trồng ha, mà ngược lại nó nhiều đá lắm. Đây là nhà sàn, có nghĩa là từ khi mà em còn bé bé thì đều là nhà sàn hết rồi. Tương đối là cách xa nhau, cũng không gần nhau lắm, dân số cũng mật độ không dày lắm. Lên rừng ấy chị, mà gỗ gì nó nặng nó không? Không, để mà biết được đấy. Có nó không? Cái đây gọi là mõ trâu, làm bằng gỗ không? Em thường làm bằng gỗ. Nó nhẹ hơn ha? Nó nhẹ thôi mà, cái gỗ nhẹ mà, gỗ mít ấy. Gỗ mít hoặc là cái gỗ ấy thôi, dùng cái gỗ nhẹ nó mới kêu to. Cái gỗ như này là gỗ cứng thì nó mới kêu kiểu này, còn gỗ nhẹ như kiểu xoan hay là ấy thì nó sẽ kêu to hơn. To hơn nữa hả? Dạ. Nhưng mà nó hay vỡ. Vui ha. Đây là khu vực này, là khu vực bên họ ngoại của bà em. Mái lá cọ. Chị nói gì vậy? Nhà máy xay lúa không? Dạ. Đây là thím. Thím bảo là tưởng là po tay pha rồi mà. Đã. Chào chị. Bạn bè la lên nào trong này, bữa này mù lóc đen nọ. Vẫn mít không à? Tanh tanh nửa muốn mít đen nọ. Chuyển bên lớn đấy mà. Thế đi cùng bà luôn. Thế may quá nhỉ. Đang sợ. Đây là Quang gọi bà. Cái nhà sàn này đẹp nữa nè. Đây. Có cái đồ rồi bạn ơi. Sàn thím. Ủa đây hả? Có cái đồ. Đây có cả rượu này. Rượu này nấu theo kiểu ấy này, như chị em mình nói này. Đây đang nấu rượu luôn kìa. Oh yeah. Trúng mắn luôn. Lớn là luôn. Thơm rượu quá đi. Vâng. Đấy, ngày xưa hồi em còn bé tí mà em hay nấu này này. Thơm rượu quá. Mở đứng lên chơi vậy đó hả? Hồi xưa mình nấu mà sao quên rồi ta.
đấy. Tầm 12 ngày thì nấu. Ồ, 12 ngày luôn. Sắn là phải để tháng đấy nhỉ? À đây là cái thùng thành phẩm, là cái thùng. Vâng. Cho một lươn không ạ? À? Vậy là chúng ta hồi nãy giờ là chúng ta đi tham quan trong một cái bản làng của người Tây. Giờ là tới một trong những nhà của người Tây. Con cứ trong clip trước á, vào bóng phở đã dẫn các bạn tham quan nhà người Tây rồi ha. Thì bữa nay không tham quan nữa. Bây giờ vào bóng phở tạm biệt các bạn. Bye bye.